buffet 3 loại cá thì sẽ có những loại cá gì? Cá còn sống trong bể tươi 100% đây. 3 loại cá thả cùng nước lẩu chua ngọt ngon xuất sắc, cực hợp cho mùa đông nha. Trong buffet cá của mình ấy thì sẽ 3 loại cá là cá lăng, cá tầm và cả cá trình. Cá lăng bên mình thì thái khá là dày, để mà lúc mình nhúng cá ấy, nó sẽ không bị nát cá và vỡ cá. Lúc mình ăn thì nó sẽ dai và ngọt hơn. Cái này là cá tầm thì nó sẽ có cái sụn đấy, nó ăn rất là giòn, nó không có xương, nó chỉ có sụn thôi. Còn cá trình thì mình sẽ cắt khoanh thế này. Mình nhúng lẩu thì thời gian nhúng của cá trình sẽ lâu hơn hai loại cá này một chút. Cá bên mình thì chủ yếu là cá tươi ấy, thì lúc mà mình thử miếng thịt ấy, mình lấy đầu đũa mình ấn vào nó có độ đàn hồi ấy. Còn cá đông lạnh ấy thì cái lát cắt của miếng cá ấy, nó rất là bằng miếng và nó cứng. Đấy, lúc mình ấn thì nó không có đàn hồi đâu. Nghe thôi đã thấy đủ uy tín và xứng đáng để thưởng thức buffet cá này chưa nhở? Đây là quán lẩu bao, bao trong bao tươi và bao ngon mà mình đã review trên kênh khá lần rồi đấy. Nhưng mình luôn nói mình thích ăn ở đây bởi vì hải sản ở đây rất tươi. Cái buffet cá này thì mức độ uy tín là ngay khi các bạn bước vào cửa đã thấy nguyên một bể cá tươi rồi này. Mọi thứ ở đây luôn rất ngăn nắp và nhân viên luôn luôn thích care nhiệt tình. Không gian quán không chỉ đẹp mà còn khá sang chảnh đấy. Mình từng quay rõ cả những phòng VIP ở trên tầng 3 siêu đẹp rồi đấy. Các bạn có thể xem lại clip cũ nha. Về nước lẩu của buffet này thì mình thực sự không có gì để chê, nó xuất sắc luôn. Thậm chí còn có hai sự lựa chọn nếu các bạn không muốn ăn nước lẩu cá kiểu này, có thể chọn lẩu Thái. Thả những miếng cá tươi ngọt chắc thịt này vào xong húp chun chụt ở mùa đông thì không còn gì bằng. Nếu không ăn buffet cá mà vẫn muốn được thử những miếng cá lăng, cá trình tươi ngọt này thì các bạn có thể gọi những món ngoài. Vì là cá tươi sống 100% nhìn thấy tận mắt cho nên chất lượng còn gì phải bán nữa đây. Nhìn cái tờ thịt cá này thôi là cũng hiểu nó tan trong miệng như thế nào rồi. Nên hãy nhớ nếu có dịp ghé lẩu bao nhớ phải ăn thử tất cả các loại cá đấy. Mình thấy đây là một trong những quán chất lượng rất ổn định vì lần trước mình thử loại cá xong cũng rất ưng rồi. Cá nhân cho quán này 9/10 nhá.